Quý vị và các bạn đang đến với bản tin giá vàng và ngoại tệ phát sóng hàng ngày trên lao động.vn. Thưa quý vị, giá vàng thế giới sáng nay giảm nhẹ với vàng giao ngay mất hơn 3 USD xuống 2.347 USD một ounce, ghi nhận quý biến động mạnh vào ngày đầu tuần khi báo cáo mới nhất cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ chậm lại tháng thứ hai liên tiếp. Còn phía trong nước, ngay sau phiên giao dịch đầu tiên vào ngày hôm qua thì trao đổi với báo chí, đại diện đến từ các ngân hàng Big Four nhận định giá vàng miếng SJC hôm nay và những ngày tiếp theo sẽ ổn định và có thể xu hướng tiếp tục đi xuống. Giá vàng SJC mà các ngân hàng thương mại trực tiếp bán cho người dân sẽ cao hơn tối đa 1 triệu đồng một lượng so với giá mua từ phía ngân hàng nhà nước. Thông báo đến khách hàng về giao dịch ngày hôm nay, Vietcombank cho biết nếu có nhu cầu, khách hàng có thể đến các điểm bán vàng miếng của Vietcombank để đặt mua vàng miếng từ 9 giờ sáng. Giá trị đặt cọc tương đương 10% giá trị mua tính theo giá bán vàng miếng của Vietcombank ngày hôm qua là 79.980.000 đồng một lượng. Sau đó, khách hàng sẽ đến mua vàng từ 13:30 theo giá bán của Vietcombank tại thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch. Sau đây là thông tin chi tiết về giá vàng ngày hôm nay. Trong khi đó, thì trên thị trường Mỹ, chỉ số UD Index đo lường biến động đầu bạc xanh giảm 0,01% xuống mức 104,05 điểm. Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tuần sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy nền kinh tế Mỹ đang chậm lại với số liệu về chi tiêu sản xuất và xây dựng thấp hơn dự kiến. Điều này cho thấy rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay. Còn trên thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước hôm nay công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên ở mức 24.261 đồng. Sau đây là thông tin chi tiết. Và những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin giá vàng và ngoại tệ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.